Đây nữa. Đầu tiên để quê lên nhé. Tai nghe điện thoại đấy. Lắm cái đầu mà nó không đúng cái thứ tự như này đâu, lắm rắc không được cửa lắm. Gọt cái vỏ đi, các bạn hàn lại cho mình đúng như này. Đầu này dây mát, cái này dây thương này. Chợ này thì ở trong mấy cái điện kiện có sẵn nhé. Đây là mấy cái nguồn, mấy người tháo nguồn đó. Trong không bị tạt âm nhé các bạn nhé. Rồi các bạn cứ theo như thế này. Các bạn